Số 628, Kinh Vị Tần Hữu Chánh Pháp, Hán dịch đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Thiên, quyển. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật cùng một vạn 2.500 vị đại bí xô ở núi Thú Phong thuộc thành Vương Xá. Lúc đó có 84.000 vị đại Bồ Tát từ các cõi Phật cũng đến Pháp hội. Các đại Bồ Tát ấy đều là những vị đại trí tuệ trên đất đại tổng trì, có biện tài vô ngoại, đều chứng pháp nhẫn vô sinh nhập vào môn trí tổng trì của Tam Ma Địa, hiểu biết rất rõ về sở thích của các chúng sinh, và nói rành mạch về pháp yếu và y như pháp được giải thoát. Là có bốn đại tiên vương, trời đế thích, chủ cõi Ta Bà là đại phạm tiên vương, cùng vô lượng trong ngàn trời rồng, dạ xoa, cả thất bà, Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, cũng đều đến pháp hội. Lúc ấy còn có Đại Bồ Tát tên Diệu Cát Tường, cùng với 25 vị Đại Bồ Tát ở bên triền núi kia, tên của các vị là Đại Bồ Tát Long Cát Tường, Đại Bồ Tát Long Thọ, Đại Bồ Tát Cát Tường Sinh, Đại Bồ Tát Cát Tường Tạng, Đại Bồ Tát Tối Thượng Liên Hoa Cát Tường, Đại Bồ Tát Liên Hoa Cát Tường Sinh, Đại Bồ Tát Trì Thế, Đại Bồ Tát Trì Địa, Đại Bồ Tát Bảo Thủ, Đại Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Đại Bồ Tát Sơ Tự Ý, Đại Bồ Tát Sơ Tự Vô Ý Âm, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, Đại Bồ Tát Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ Tát Liệu Biệt Nhất Thiết Cứu Nghĩa Đại Biện, Đại Bồ Tát Biện Tích, Đại Bồ Tát Hải Ý, Đại Bồ Tát Diệu Ca Vương, Đại Bồ Tát Ái Kiến, Đại Bồ Tát Hỷ Vương, Đại Bồ Tát Vô Biên Thị, Đại Bồ Tát Vô Biên Tác Hạnh, Đại Bồ Tát Phá Chư Ma, Đại Bồ Tát Vô Ưu Thọ, Đại Bồ Tát Nhất Thiết Nghĩa Thành. Lại có bốn thiên tử ở cõi trời Đâu Xuất, tên các vị ấy là thiên tử Phổ Khai Hoa, thiên tử Quang Minh Hoa, thiên tử Mạng Đà La Hoa Hương, thiên tử Tinh Tấn Pháp Hành. Vì có lòng tin ưa Pháp nên các thiên tử này đưa các quyến thuộc đến chỗ Bồ Tát Diệu Cát Tường để nghe, thọ nhận chánh Pháp. Sau khi đến Pháp hội, các đại Bồ Tát và chúng thiên tử theo thứ lớp mà ngồi. Bây giờ đại chúng đều suy nghĩ, nhất thiết trí của Phật thâm diệu, sâu xa, vô lượng, rộng lớn, vô biên, không thể nghĩ bàn, không ai sánh bằng, tối thượng, không gì hơn, không thể thấu rõ được thì làm sao các đại Bồ Tát mặc đủ áo giáp tinh tấn để có thể chứng đắc đạo quả, vô thượng Bồ Đề. Lúc này trong chúng hội có đại Bồ Tát tên là Long Cát Tường, nói với các Bồ Tát, nếu có Bồ Tát trong các căn lành, tâm không còn chấp trước mà hồi hướng về thực tế, thì đó gọi là mặc áo giáp tinh tấn, an trụ vào pháp của các căn lành, thì đại Bồ Tát ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Long Thọ nói, nếu Bồ Tát phát khởi tâm bình đẳng, tâm điều phục, tâm ưa thích, tâm vui vẻ, tâm hòa nhã, tâm không phân biệt, đó gọi là mặc áo giáp tinh tấn một cách kiên cố, thì vị ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Cát Tường Sinh nói, nếu có Bồ Tát trong nhiều kiếp ưa thích muốn biết rõ về nhất thiết trí của Phật, thì ở trong vô lượng kiếp nên mặc áo giáp tinh tấn vì các chúng sinh mà làm những việc khổ, khó làm, không tự cao ngạo ngã mạn, thì vị ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Cát Tường Tạng nói, nếu các Bồ Tát có tâm lợi tha, không vướng vào sự vui thích của chính mình, không lệ thuộc vào sự thích thiền định, luôn tạo lợi ích cho lớn cho chúng sinh, đem vô lượng căn lành hồi hướng cho họ, thì vị ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Tối Thượng Liên Hoa Cát Tường nói, theo như những gì Đức Phật nói, nếu các Bồ Tát đối với tất cả các pháp không có mình, không có người, không hiển bày, không giấu kín, có thể điều phục khắp nơi, nhưng không có hành động gì, tuy hành nhưng mà không có gì để hành, đó là Bồ Tát trụ vào pháp tương ưng với Samatha, tự mình có thể hành và có thể dạy người khác hành, thì Bồ Tát này và có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Liên Hoa Cát Tường Sinh nói, nếu các Bồ Tát chấp vào pháp thế gian thì không thể nào hiểu được nhất thiết trí của Phật. Nếu đối với pháp thế gian không có gì để ưa thích chấp trước, không lợi không suy, không chê không khen, không ca ngợi không dèm chê, không khổ, không vui, tức là đối với các pháp vẫn không tăng, không giảm. Đó gọi là Bồ Tát đã ra khỏi thế gian, thì vị ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật.
Bồ Tát Trì Thế nói, nếu các Bồ Tát đem các hạnh thù thắng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh để được tự lợi, không vì mình và người mà sinh tâm phân biệt, chỉ đem căn lành hồi hướng cho tất cả, phát đại tinh tấn, thường gieo trồng các căn lành cho chúng sinh, đó gọi là Bồ Tát an trụ vào các hạnh thù thắng, thì vị ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Trì Địa nói, ví như mặt đất hay sinh ra cây cối, thú cỏ, tươi tốt, kết trái đều được thành tựu cho đến vạn vật đều nhờ đất mà có. Nhưng đất không nghĩ, ta sinh ra cây cỏ và làm cho chúng phát triển, đối với vạn vật nhờ đất mà được đứng vững, tất cả chúng sinh nương vào địa giới, địa pháp giới mà được sinh trưởng. Nhưng đại địa không nghĩ rằng có thể sinh ra chúng sinh, Đại Bồ Tát cũng như vậy phát tâm bình đẳng giống như mặt đất, luôn luôn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không nghĩ rằng ta có thể làm lợi lạc cho tất cả các loài. Nếu xa lìa sự phân biệt ấy, thì chứng được nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Bảo Thủ nói, áo giáp tinh tấn là để hành các hạnh thù thắng rộng lớn, vô lượng. Nếu mình không đủ căn lành lớn thì không thể nào hành được. Nếu các Bồ Tát trụ vào tâm bình đẳng, không còn tư tưởng phân biệt, thậm chí trong giấc mộng đối với các chúng sinh, không còn vui giận, luôn mong cho các hữu tình để mặc áo giáp đại thừa, chứng Phật trí trụ vào bình đẳng, cũng không có ý của hàng thanh văn, duyên giác, thì Bồ Tát ấy có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Bảo Ấn Thụ nói, tất cả cảnh giới chúng sinh đều phát tâm đại bi, ban bố khắp pháp ấn. Các chúng sinh ai không tin thì làm cho có chánh tín, người không nghe thì làm cho họ nghe nhiều, kẻ tham lam kiêu kiệt thì thực hành bố thí, người hủy phá cấm giới thì làm cho giới đầy đủ, ai sân giận thì làm cho họ hành nhẫn nhục, người biến nhát khiến họ phát tinh tấn, ai tán loạn thì khiến họ trụ vào thiền định, người ngu si thì khiến họ có đầy đủ trí tuệ, và dạy cho họ thường tu tập pháp lành, để tất cả đều được đầy đủ trọn vẹn căn lành. Thường hành ba loại bảo ấn của Bồ Tát. Ba bảo ấn là gì? Nghĩa là làm thế nào để chúng sinh được đầy đủ Phật trí, có bao nhiêu căn lành đều hồi hướng về cho tất cả chúng sinh. Đây là bảo ấn thứ nhất. Mình làm điều thiện nào đều được lợi ích, thành tựu căn lành cho tất cả chúng sinh. Đây là bảo ấn thứ hai. Quán cõi hữu tình, giống như hư không, tự tánh thanh tịnh, đây là bảo ấn thứ ba. Nếu Bồ Tát thường thực hành những điều này, không bao giờ dừng nghỉ thì chẳng được nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Sư Tử Ý nói, nếu Bồ Tát tinh tấn kiên cố không còn sợ sệt gì cả, không có gì hủy hoại được, không có tâm biến nhát, không có tư tưởng kinh hãi, dũng mãnh không thoái lui, đối với đau khổ trong luân hồi, không run sợ, mà lại có thể vượt qua để vượt ra khỏi, để chứng Niết Bàn. Đối với pháp khổ vui luôn luôn bình đẳng, không có hai tướng, được như vậy tức là Bồ Tát mặc áo giáp tinh tấn, có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Sư Tử Vô Ý Âm nói, ví như thế gian có lực sĩ không bao giờ thua ai, làm việc gì cũng đều hoàn tất, đó gọi là chánh sĩ. Chánh sĩ ấy luôn thực hành chánh pháp, tránh xa các tội cấu, không sinh tà kiến, siêng năng tu hành hạnh lớn, tâm hòa nhã, không có tướng thô ác, xa lánh kẻ hung bạo, đó gọi là chánh sĩ. Thường phát ra những lời nói hoàn hảo, gần gũi với bạn lành, đem tâm nồng hậu tôn trọng cung kính sư trưởng, thực hành theo đạo chân chánh, không chút sai trái, đó gọi là chánh sĩ. Xa lìa những tham ái, tu tập theo hạnh chánh mạng, dùng nghiệp thanh tịnh để dứt trừ những tội lỗi, đem tâm trí tuệ để đoạn trừ tà kiến ngu si, đối với ba nghiệp luôn an trú trong tịnh, không gây rối ren cho người, không bàn luận tốt xấu hay dở, không chê không khen, đó gọi là chánh sĩ. Thương xót kẻ nghèo khổ, ban bố ân tuệ, không có phân biệt giữa kẻ oán người thân, bên trong thì tâm thật thà chất phát, bên ngoài thì thể hiện tướng nhu hòa, tránh xa những sự vô nịnh, luôn giữ hạnh chân thật, lấy pháp vô lượng để làm vui cho tâm mình, an nhiên vững vàng sống trong sự bình đẳng, đó gọi là chánh sĩ. Chúng sinh nào có những sự chướng ngại thì phá trừ cho họ, đem
bố thí tất cả thân mạng tài sản với pháp thắng nghĩa không tham tiếc. Thế chúng sinh nào thiếu phước, thiếu tuệ thì tìm cách diệt trừ pháp bất thiện cho họ, sau đó ban bố cho họ kho báu pháp diệu. Chúng sinh nào nghèo khổ thì bố thí trân báu, chúng sinh nào tật bệnh thì bố thí thuốc thang, chúng sinh nào sợ sệt thì bố thí sự an vui, người không chỗ nương tựa thì làm chỗ che chở cho họ, người bị đọa luân hồi thì cứu độ họ, người ở trong nhà tối tăm thì làm ánh sáng mà chiếu dắt dẫn họ đi, người đang ở trong đường tà thì chỉ dạy để đi đường chánh, luôn luôn dùng giáo pháp để chỉ dạy, hướng dẫn cho tất cả chúng sinh. Thấy lỗi lầm của người không sân giận, đó gọi là chánh sĩ. Các Bồ Tát tu hành hạnh như vậy thì có thể an trụ vào pháp tương ưng của Samatha và có thể chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Hư Không Tạng nói, các Bồ Tát thấy chúng sinh nên tu hành đại từ quán giống như hư không, không có biên giới. Hành đại bi quán rộng lớn vô biên cũng như vậy, thường sinh hoan hỷ, giữ gìn các căn lành, tránh xa những đắm nhiễm, luôn thực hành sáu pháp ba la mật không cho bê trễ, hành bố thí giống như hư không, không có gì làm trở ngại được. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng đều như vậy. Bồ Tát thực hành được như thế thì có thể chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Bình Đẳng Tâm chuyển Pháp Luân nói, nếu có Bồ Tát hành đạo Bồ Đề, đối với các pháp không còn thấy các tướng và tâm phân biệt, vị này không bị ma làm não hại, luôn được chư Phật nhớ nghĩ, được chư thiên rồng thần luôn ủng hộ, tạo ra căn lành nào đều chân thật không mất. Nếu Bồ Tát đối với pháp mà tâm còn thấy có tướng, còn phát sinh tư tưởng phân biệt, thì vị này ở cảnh giới ma, bị ma quấy nhiễu, chư Phật không hộ trì, chư thiên không ủng hộ. Nếu vị nào vẫn chải bất động, không còn thấy có tướng, không còn phân biệt, thì đó là Bồ Tát chuyển pháp luân vô thượng, ban bố cho tất cả. Vì sao? Vì Bồ Tát hiểu rõ các pháp là không phát sinh, không tạo tác. Mặc dù Bồ Tát còn phát sinh các tâm, nhưng không chấp trước vào nó, đem tâm vô tướng mà chứng Phật Bồ Đề, cho đến chuyển bánh xe pháp vi diệu cũng như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp tinh tấn, cho đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Liễu Biệt Nhất Thiết Cứu Nghĩa Đại Biện nói, các vị chánh sĩ nên biết, tất cả xứ là Bồ Đề, phiền não là Bồ Đề, các vị đã làm là Bồ Đề, pháp hữu vi là Bồ Đề, pháp vô vi là Bồ Đề, pháp hữu lậu là Bồ Đề, pháp vô lậu là Bồ Đề, tâm có chấp trước là Bồ Đề, tâm không chấp trước là Bồ Đề, căn lành là Bồ Đề, căn chẳng lành là Bồ Đề, pháp thế gian là Bồ Đề, pháp xuất thế gian là Bồ Đề, pháp luân hồi là Bồ Đề, cõi niết bàn là Bồ Đề, hư vọng là Bồ Đề, chân thật là Bồ Đề, uẩn xứ giới là Bồ Đề, địa thủy hỏa phong không là Bồ Đề. Vị Đại Bồ Tát hiểu rõ tự tánh của tất cả pháp đều là không, các việc đã tạo ra đều không có tự tánh, với tất cả ý nghĩa đều biết rõ một cách như thật. Ví như hư không đầy khắp tất cả nơi khắp. Pháp Bồ Đề cũng như vậy, ở tất cả xứ. Nếu Bồ Tát hiểu rõ các pháp sẽ được đầy đủ biện tài và được chánh trí, phân biệt các câu nghĩa, thì vị này có thể chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Biện Tất nói, nếu Bồ Tát với trí tuệ giải thoát, có làm được điều gì cũng không nắm giữ, bởi vì tâm không thấy tướng, không tăng giảm, không lay, không động. Tất cả lời nói ra cũng đều xác định đúng lý, bị chê bai hay được khen ngợi cũng không lay động. Tất cả lời nói của ngoại đạo, tất cả lời nói của Như Lai, dù trong dù ngoài, dù ẩn hay hiện đều bình đẳng không có sai khác. Biết tất cả pháp đều quy về tịch diệt, tâm không chấp trước đối tượng nào cả, giữ vững bất động như núi diệu cao không động chuyển. Nếu Bồ Tát với trí tuệ giải thoát, tâm trở về tịch diệt thì có thể chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Hải Ý nói, nếu Bồ Tát có trí tuệ như biển lớn, biết vạn pháp đều quy về một vị bình đẳng.
Bồ Tát Đa Văn nắm giữ hết tánh của các pháp như một vị không khác, biết rõ tự tánh chân thật của các pháp, chẳng phải vô sở hữu, mà pháp do duyên sinh, tức là nghĩa chân thật. Tất cả pháp lành từ đấy sinh ra, nên biết pháp ấy không tăng, không giảm. Tánh của gốc ngọn phước lợi nhiều vô tận, là cố cánh tịch diệt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, nên biết một cách như thật. Còn như đối với chúng sinh mà phát sinh tâm vô lượng, không quên, không bỏ, thường có tâm tôn trọng và nói rõ ràng cho họ, chỉ dạy về bình đẳng, về pháp bất cộng trong các căn lành cho khắp chúng sinh, thì Bồ Tát này mặc áo giáp tinh tấn, chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Diệu Ca Vương nói, các vị chánh sĩ nên biết nhất thiết trí của Phật chẳng biết được một cách dễ dàng đâu, khó mà lường tính, làm sao có thể chứng được. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát vượt qua tất cả tâm hành của chúng sinh trong thế gian, vượt qua tất cả sự thấy nghe của chúng sinh trong thế gian, cho đến tinh ưa, tri thức đều có thể vượt qua chúng sinh trong thế gian mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, được phước đức vượt hơn núi Tu Di, thì Bồ Tát này có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Ái Kiến nói, đại Bồ Tát nào quán xét sáu trần cảnh mà không có gì để quán, cho đến chuyên mà không có gì để chuyên. Vì sao? Vì nếu sắc hay tâm, thì bản tánh nó đều thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh nên mắt không có gì để thấy. Vì thanh thanh tịnh nên tai không có gì để nghe. Vì hương thanh tịnh nên mũi không có gì để ngửi. Vì vị thanh tịnh nên lưỡi không có gì để nếm. Vì xúc thanh tịnh nên thân không có gì để cảm giác. Vì pháp thanh tịnh nên ý không có gì để chuyên. Vì sao? Vì các căn thanh tịnh nên tự tánh nó đều không, không có mình, không có người, không yêu thích, không chán bỏ. Tự tánh là bình đẳng, quán chúng sinh không có cao thấp, tất cả đều bình đẳng. Đối với Phật Pháp có tâm quyết định, không sinh nghi ngờ, vui thích với Pháp không nhàm chán. Được rồi thì bố thí trở lại, bố thí rồi không hối tiếc, dần dần hành trì đầy đủ trọn vẹn tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát nào làm đúng như vậy thì có thể dẫn đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Hỷ Vương nói, đại Bồ Tát tâm an trụ vào bố thí nhẫn nhục. Nếu có người đến mắng chửi, quả trách, khinh khi, đánh đập, mà Bồ Tát không có tâm sân hận họ, mà còn có tư tưởng hoan hỷ, luôn làm bạn lành với các chúng sinh, không còn tưởng mình và người, không có người hủy nhục, không có người bị hủy nhục, các pháp đều là rỗng không, vì nội không ngoại không, tướng ngã tướng nhân cũng đều không. Cho nên, luôn sinh tâm hoan hỷ, thực hành hạnh bố thí, giả sử có người đến xin đầu mắt tay chân vợ con, quyến thuộc cho đến thân mạng của mình, cũng không tiếc rẻ, là bố thí một cách hoan hỷ. Bồ Tát thích cầu diệu pháp, nếu nghe một bài kệ, giả như có đổi ngôi vị chuyển luân vương, cũng không luyến tiếc. Nếu làm tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, giả sử có được ngôi vị đế thích cũng không ưa thích. Nếu vừa nghe pháp hy hữu, giả sử có được ngôi vị phạm thiên vương cũng không ưa thích. Nếu được thế chư Như Lai, giả sử trong tam thiên đại thiên thế giới đầy ngập châu báu, thì cũng vứt bỏ như sỏi gạch. Thích nhìn chư Phật với lòng tràn đầy hoan hỷ, các căn đầy đủ thành tựu pháp phần bồ đề, thì vị này có thể chứng nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Vô Biên Thị nói, đại Bồ Tát nào không còn thấy tướng ngã, quán tất cả pháp đều thanh tịnh, không còn nghi ngờ gì cả, thì có thể thấy tất cả chư Phật. Quán các sắc mà không còn chấp trước, không còn tưởng sắc, thấy các chúng sinh mà không có tưởng về chúng sinh, cho đến quán tất cả sắc tướng ở thế gian cũng đều như vậy. Tất cả cõi Phật thấy bằng nhục nhãn đều thanh tịnh, vì nghiệp báo thanh tịnh nên được đầy đủ thiên nhãn, do có đại thần thông mà được đầy đủ tuệ nhãn, pháp bất cộng của Phật được tròn đầy, nên được đầy đủ pháp nhãn. Xa lìa các phiền não nên được đầy đủ Phật nhãn, Bồ Tát này sẽ được đầy đủ mười lực và có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Vô Biên Tác Hạnh nói, tất cả những gì của chư Phật làm đều là Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Đề là do nhất thiết trí sinh phát sinh ra, không có nội tưởng, không có ngoại tưởng, cũng không có trung gian, cho nên với tất cả pháp
Bồ Tát không chấp trước thì diệt sạch hoàn toàn phiền não, không còn việc của ma và ra khỏi cảnh giới ma. Bồ Tát này có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Phá Chư Ma nói, nếu Bồ Tát không còn sinh ngã kiến, tức là lìa xa các kiến, nếu các kiến không còn phát sinh thì có thể xa lìa nghiệp ma, tức là đã tọa ngộ được các uẩn. Các uẩn đều là không, diệt hẳn tướng ngã đã diệt thì ma không làm gì được. Nếu nghiệp ma đã diệt thì các chướng ngại được giải thoát. Nếu xa lìa các chướng thì đắc Bồ Đề, cũng gọi là chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Vô Ưu Thọ nói, nếu người tạo nghiệp bất thiện thì luôn lo sợ, hối hận, tự trách mình, còn người tạo các nghiệp thiện thì không lo sợ gì cả. Thế nên Bồ Tát luôn thực hành pháp lành, không gián đoạn, liên tục nơi hiện tại. Bồ Tát này không bị mũi tên độc lo buồn làm tổn hại, có thể mặc áo giáp tinh tấn và chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát Nhất Thiết Nghĩa Thành nói, thiện nam nào giới pháp đầy đủ, hạnh nguyện đầy đủ thì có thể an trụ vào căn bản của giới pháp. Ví như hương thơm xông ướp tất cả, có thể xa lìa các lỗi lầm, xa lìa các ác, mới viên mãn pháp phần Bồ Đề. Nếu pháp phần Bồ Đề đã viên mãn thì thành nhất thiết trí, do đó nên biết rằng chân giới là gốc pháp phần Bồ Đề mà được thành tựu. Bồ Tát nào hiểu đúng như vậy thì có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Sau khi các Bồ Tát nói pháp xong, trong chúng hội có thiên tử và có trời đâu xuất tên Phổ Khai Hoa nói như vậy: thưa các Bồ Tát, ví như thế gian có cây hoa đẹp nở rộ tốt tươi, sắc hương thơm sạch, ai ai cũng ưa thích. Các đại Bồ Tát cũng như vậy, các pháp giải thoát giống như hoa nở tăng thêm sắc đẹp, được tất cả đại Bồ Tát ưa thích, là giống như cây mọc trong vườn của cung trời Đau Lợi. Cây ấy cao lớn xum xuê, hoa nở rất đẹp trông rất thích mắt. Thưa các đại Bồ Tát, nếu đầy đủ pháp giải thoát thì như hoa nở tăng thêm vẻ đẹp, được tất cả Bồ Tát và trời người ưa thích. Cũng giống như đại ma ni quý báu tối thượng, trong suốt không có tì vết, đủ đức như ý. Các đại Bồ Tát trong tâm thanh tịnh, không còn các cấu nhiễm, đầy đủ pháp công đức. Như vậy thì có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Thiên tử Quang Minh Khai Hoa nói, các Bồ Tát như mặt trời tỏa ánh sáng phá tan các tâm tối, làm hiển lộ tất cả sắc tướng. Đại Bồ Tát cũng như vậy, đầy đủ ánh sáng trí tuệ, làm ngọn đuốc diệu phát chiếu khắp chúng sinh để diệt trừ những si ám. Tất cả đều được ánh sáng trí tuệ thông suốt hiện ra, không còn các tâm tối và không bị sự ngu mờ che lấp, luôn đi theo đạo sáng suốt. Cho nên Bồ Tát hướng dẫn chỉ dạy cho những chúng sinh bị lạc đường trở về con đường chân chánh. Bồ Tát này có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Thiên tử Mạn Đà La Hoa Hương nói, thưa các Bồ Tát, mùi thơm của hoa Mạn Đà La bay xa cả trăm do tuần. Các đại Bồ Tát đầy đủ giới định tuệ cũng như vậy, hương giới, hương định, hương tuệ bay xa khắp tất cả trong thế gian. Nếu chúng sinh nào mà ngửi được hương thơm ấy thì tất cả phiền não đều được tiêu trừ. Đại Bồ Tát đầy đủ hương pháp công đức, như vậy thì có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Thiên tử Tinh Tấn Pháp Hành nói, nếu các Bồ Tát biến nhát thoái lui thì không thể tu tiến về hạnh Thù Thắng để đắc quả Bồ Đề của Phật. Nếu tâm tinh tấn không kể kiếp số, luôn luôn dũng mãnh trong các căn lành, tâm không nhàm chán, thường thực hành tám pháp trợ đạo. Thế nào là tám? Một, siêng năng làm tăng thêm pháp tương ưng với hạnh Thù Thắng. Hai, thường tu bốn pháp hạnh vô lượng, từ bi hỷ xả. Ba, tu tập năm pháp trí tuệ thuộc trí thông. Bốn, thường tu hành theo bốn nhiếp pháp, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Năm, đối với ba môn giải thoát đầy đủ pháp nhẫn. Sáu, giảng nói rộng rãi về diệu pháp cho mọi người. Bảy, phát tâm vô thượng đại Bồ Đề. Tám, làm phương tiện tốt lành hồi hướng cho tất cả mọi người, đều được ở trong chánh pháp. Bồ Tát nào hành theo tám pháp này thì có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường đối với các Bồ Tát và chúng trời. Này các Đại Bồ Tát, đối với các pháp nên xa lìa mọi phân biệt thì có thể chứng Phật trí. Làm thế nào để lìa sự phân biệt,
nghĩa là không phân biệt ba cõi, không phân biệt các kiến. Không phân biệt đây là nội, kia là ngoại. Không phân biệt đây là quả vị thanh văn, kia là quả vị duyên giác. Hai địa vị chúng sinh phàm phu cũng không phân biệt đây là luân hồi, kia là phiền não. Đây là năng quán, kia là sở quán. Đây là nhân, kia là quả. Đây là cảnh giới hay chẳng phải cảnh giới, là tăng hay giảm. Kia là kiến của ngã, đây là sở kiến của ngã. Là sân tham hay bố thí, là hủy giới hay trì giới, là sân giận hay nhẫn nhục, là biến nhát hay tinh tấn, là tán loạn hay thiền định, là ngu si hay trí tuệ. Cũng không phân biệt căn lành này hay sinh các pháp lành, còn kia là căn không lành thì sinh pháp không lành. Không phân biệt đây là pháp thế gian, kia là pháp xuất thế gian, mà trụ vào pháp bình đẳng. Không phân biệt là vô vi hay hữu vi, không phân biệt tâm có chấp trước hay tâm không chấp trước. Không phân biệt là hữu lậu hay vô lậu. Các đại Bồ Tát nên biết, pháp ấy không còn sự phân biệt mà là trụ vào chỗ tương ưng với bình đẳng, thì có thể chứng đắc nhất thiết trí của Phật. Lại nữa, thưa các đại Bồ Tát, vô thượng Bồ Đề của chư Phật vốn không thể thủ đắc. Vì sao? Vì chẳng phải nơi tâm để duyên, chẳng phải nơi trí để biết, mà chỉ có Phật mới chứng được thôi. Ai bình đẳng với chư Phật thì cũng bình đẳng với nhất thiết trí. Quán về nhất thiết trí đều vô sở hữu. Vì vô sở hữu cho nên không chấp trước vào nhất thiết trí. Chẳng phải sắc nắm bắt mà thọ tưởng hành thức cũng đều không thể nắm bắt. Đó gọi là nhất thiết trí. Không có tướng của pháp mà cũng không có tướng của phi pháp. Đó gọi là không của nhất thiết trí. Bố thí ba la mật có thể chứng, trì giới ba la mật có thể chứng, nhẫn nhục ba la mật có thể chứng, tinh tấn ba la mật có thể chứng, thiền định ba la mật có thể chứng, nhưng trí tuệ ba la mật thì không thể chứng. Vì sao? Vì các pháp không có chỗ thủ đắc, cho nên nhất thiết trí cũng không chỗ thủ đắc. Lại nữa, thưa các Bồ Tát, nhất thiết trí chẳng phải ba đời có thể thủ đắc, vì quá khứ không thể thủ đắc, hiện tại không thể thủ đắc, và vị lai cũng không thể thủ đắc. Vì không chấp trước vào ba đời nên chẳng phải là đối tượng để nhãn thức quán, chẳng phải là đối tượng để nhĩ tỷ thiệt thân ý thức quán. Vì sao? Vì xa lìa các cảnh giới. Các đại Bồ Tát nào muốn thành tựu nhất thiết trí thì nên trụ như vậy. Vì sao? Vì tất cả pháp cũng đều trụ như vậy. Vì các pháp bình đẳng nên nhất thiết trí cũng bình đẳng, cho đến pháp chư Phật, pháp phàm phu cũng đều bình đẳng. Đó gọi là nhất thiết trí. Các đại Bồ Tát nên trụ như vậy, nên học như vậy. Ví như tự tánh của bốn đại đều không, nếu nó vốn có tánh thì cũng không thể thủ đắc. Vì sao? Vì tự tánh của chúng là không. Vì tự tánh của các pháp thiện hay bất thiện ở thế gian đều không, nên nó cũng không thể thủ đắc. Vì sao? Vì không phân biệt. Phân biệt đã là không, nên đó là nghĩa chân thật. Khi Bồ Tát Diệu Cát Tường nói pháp này, trong hội có 2.000 thiên tử đạt được pháp nhẫn vô sinh, 1.000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp quyển 2. Bây giờ Đại Bồ Tát Biện Tích thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường, chúng ta hãy đến chỗ Đức Phật để hỏi Đại Bồ Tát nên trụ như thế nào. Khi ấy vẫn ngồi yên giữa chúng hội, Bồ Tát Diệu Cát Tường thâu nhiếp thân tướng Bồ Tát, hóa hiện ra thân tướng Như Lai với đầy đủ tướng tốt giống y như Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc này, Bồ Tát Biện Tích không biết tướng hóa hiện nên cho lại Đức Như Lai và đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nên trụ như thế nào? Hóa Phật trả lời, theo những gì ta làm thì Bồ Tát nên trụ như vậy. Bồ Tát Biện Tích thưa, theo Phật Thế Tôn thì trụ như thế nào? Hóa Phật nói, Phật Thế Tôn không tu hành pháp trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Không chấp trước vào cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không hành thân nghiệp, không sinh ngữ nghiệp, không tạo ý nghiệp. Như vậy đối với tất cả xứ đều không có chỗ hành. Này thiện nam, vì tất cả những gì để hành đều như huyễn hóa. Bồ Tát Biện Tích thưa, vậy thì Phật Thế Tôn cũng là tướng huyễn hóa sao?
Hóa Phật nói, đúng vậy, đúng vậy, Đại Bồ Tát nên trụ như thế. Bồ Tát biện tích lại bạch Phật. Vì sao Thế Tôn cũng là tướng huyện hóa? Hóa Phật nói, này Thiện Nam, không những vậy mà tất cả các pháp đều là tướng huyện hóa. Bồ Tát biện tích thưa, đúng vậy, đúng vậy, tánh không của các pháp đều là tướng huyện hóa. Không lẽ Phật Thế Tôn của con cũng là huyện hóa sao? Hóa Phật nói, này Thiện Nam, đâu chỉ có Đức Phật đây là tướng huyện hóa, mà tất cả Như Lai cũng đều là tướng huyện hóa. Bồ Tát biện tất thưa, ai là người có thể hóa? Hóa Phật nói, do nghiệp thanh tịnh, chứ chẳng phải là có chủ thể hóa, cùng đối tượng được hóa. Cũng không có ta, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mạng, không có sĩ phu, không có thức, không có Bồ Đắc Già La, không có Phật, không có các tướng phàm phu. Bồ Tát biện tất bạch Phật, bạch Thế Tôn, nên học như thế nào để chứng đắc Bồ Đề? Hóa Phật nói, tất cả các pháp không có chỗ học. Bồ Tát nên học như vậy, các pháp không có chỗ hành. Bồ Tát nên học như vậy, các pháp không có gì sợ. Bồ Tát nên học như vậy, các pháp không có nghi ngờ. Bồ Tát nên học như vậy, các pháp không có sở hữu, không có chỗ chuyên, không hư vọng, không tụ tập, không tạo tác, không văn tự, không sinh, không diệt, không đã có, không hiện có, và không sẽ có. Chẳng phải huyện hóa, chẳng phải hình tượng, chẳng phải chỗ quán của trí, xa lìa tất cả tưởng. Đại Bồ Tát nên học như vậy, ai học như vậy thì gọi là học đúng, không giảm bớt cũng không tăng trưởng. Nếu ai học như vậy thì không còn gì để viễn ly, không còn gì để bàn luận, không còn gì để vui thích, không còn gì để nhàm chán, không vui, không giận, không đến, không đi. Nếu ai học như vậy gọi là học đúng. Cho nên, này Thiện Nam, nếu có người nào cầu vô thượng Bồ Đề thì nên biết rằng, không có luân hồi, không có niết bàn, không nắm bắt, không xả bỏ, không bố thí, không sân tham, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn nhục, không sân hận giận, không siêng năng, không biến nhát, không định, không loạn, không trí tuệ, không ngu si, chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải chẳng hành, chẳng phải không hành. Không có gì để đắc, không có gì để chứng. Không có Bồ Đề, không có Phật Pháp, không có tưởng ngã. Không có tưởng người, không có tưởng chúng sinh, không có tưởng thọ giả, không có tưởng Bồ Đắc Già La, không có tưởng Pháp, cũng không có tưởng phi Pháp. Chẳng phải hữu tưởng, chẳng phải vô tưởng. Vì sao? Vì các Pháp như huyễn hóa, không có hai, không sai khác, không có tướng chuyển động. Với tất cả pháp chẳng phải sắc nắm bắt tướng, mắt không thể quán được, vì tất cả pháp không có tướng phân biệt. Tâm không thể biết, tánh của các pháp là không. Không pháp nào có thể hành, không có Bồ Đề nào để chứng đắc. Cho nên, này Thiện Nam, các Đại Bồ Tát nên hành như vậy, nên học như vậy. Nếu có Thiện Nam nào nghe nói điều này mà không kinh sợ, không nghi ngờ, thì người ấy có thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Nam, ví như hư không, không có gì có thể xâm hại được. Lửa không thể đốt, gió không thể làm lay chuyển, nước không thể tắm ướt, bụi không thể làm dơ, khói mây sấm sét không thể nào vướng vào được. Bởi vì hư không không chướng ngại, Đại Bồ Tát cũng như vậy, tâm không chướng ngại, không bị các pháp làm chuyển động, tâm không ưa thích, không nhàm chán, giống như hư không, các uẩn không bị chúng ma làm lay động. Bồ Tát ấy sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, tạo lợi ích lớn vô cùng tận cho chúng sinh. Sau khi nói pháp xong, Hóa Phật bỗng biến mất. Bồ Tát Diệu Cát Tường trở lại nhân cũ. Bồ Tát biện tích thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường, Như Lai Thế Tôn vừa mới giảng pháp từ đâu đến vậy, bây giờ đi về đâu? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, vốn không từ đâu đến, nên bây giờ không đi về đâu. Bồ Tát biện tích lại hỏi, đến mà không đến thì từ đâu đến? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, từ như vậy mà đến. Bồ Tát biện tích hỏi, theo như Phật đã nói thì tất cả Như Lai đều là tướng huyễn hóa. Vậy tướng huyễn hóa chẳng từ đâu đến cũng không đi về đâu sao? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, đúng vậy, đúng vậy, tướng huyễn hóa không đến, không đi,
tất cả pháp, tất cả chúng sinh cũng như vậy. Bồ Tát Biện Tích lại hỏi, tất cả pháp trụ chỗ nào? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, các pháp không có tự tánh nên trụ như vậy. Bồ Tát Biện Tích hỏi, tất cả chúng sinh trụ thế nào? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, tất cả chúng sinh mỗi mỗi đều có nghiệp báo nên cũng trụ như vậy. Bồ Tát Biện Tích hỏi, tất cả nghiệp báo của chúng sinh như thế nào? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, các pháp không có chủ nên cũng không có nghiệp báo, vì các pháp bình đẳng nên trụ như vậy. Bồ Tát Biện Tích hỏi, nếu không có nghiệp báo thì sao lại nói mỗi mỗi có nghiệp báo? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, tạo ra nghiệp gì thì thọ quả báo theo nghiệp đó, đó là nghiệp báo. Bồ Tát Biện Tích hỏi, nghiệp báo của chúng sinh là tánh không, đang sống cũng như vậy thì làm sao thọ quả báo? Bồ Tát Diệu Cát Tường trả lời, như pháp chân thật thì không có nghiệp, không có quả báo, không có sinh, chẳng phải có, chẳng phải không, đó là nghiệp báo. Nhưng nghiệp báo của chúng sinh không mất mát, tánh của tự nghiệp là không, nên đó là nghĩa chân thật. Khi Bồ Tát Diệu Cát Tường nói pháp này, trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có Tôn giả Xá Lợi Tử, A Nan và những vị thanh văn khác nhờ oai lực của Phật mà được nghe pháp diệu của Bồ Tát Diệu Cát Tường đã nói. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Tử đứng dậy thưa Phật, thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát đều dùng phương tiện thiện xảo để giảng nói pháp thâm diệu, nếu người nào được nghe thì không ai là không phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đem tâm không chấp trước mà tu học các hành, đem tâm không biến trễ mà giảng nói chánh pháp. Này Tôn giả Xá Lợi Tử, như những gì Bồ Tát làm, tạo quả báo, có trí tuệ và giảng pháp cũng đều như vậy. Như tu ông Tôn giả Xá Lợi Phất, thì nếu hành hóa, ta học đều là hạnh của thanh văn, còn có tướng chấp trước, chỗ đạt được trí tuệ cũng như vậy. Bây giờ có vị Bồ Tát tên Quan Nghiêm đứng dậy đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn, sao gọi là hạnh của thanh văn? Phật bảo, này Thiện Nam, hạnh của thanh văn nghĩa là đối với pháp còn có hạn lượng, đối với sự tu hành không thể xa lìa các tướng, thích tránh sinh tử để chứng niết bàn, chán bỏ chúng sinh không cứu vớt, trí tuệ còn hạn hẹp, không có tâm rộng lớn, cho nên Bồ Tát quán các hạnh của thanh văn giống như hạng ngu mờ. Do đấy tâm của Bồ Tát hành mà không chấp trước, trí tuệ không chướng ngại và còn có thể độ khắp chúng sinh đạt được vô lượng lợi ích. Bồ Tát Quan Nghiêm lại thưa Phật, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Cát Tường và các đại sĩ, sao bây giờ không đến hội này để giảng nói diệu pháp? Chúng con rất muốn nghe. Vì sao? Vì Bồ Tát Diệu Cát Tường đã chứng đắc pháp thâm diệu, nhập vào môn giải thoát, dùng vô ngại biện tài nói rõ về pháp giải thoát. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền dùng thần thông cảnh giác bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường đến pháp hội. Khi ấy Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng 25 đại Bồ Tát và chúng trời người để đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả đều lễ lại sát chân Phật, đi diệu bên phải 3 vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Quan Nghiêm thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường, vì sao đại sĩ rời bỏ chỗ Phật để nói pháp chỗ khác? Diệu Cát Tường trả lời, giáo pháp mà Đức Phật nói ra rất sâu xa, khó lãnh hội, lìa các ngôn ngữ tôi không thể biết. Bồ Tát Quan Nghiêm hỏi, Phật nói pháp rất thâm diệu, khó lãnh hội, như đại sĩ đây có trí tuệ vô lượng mà còn không thể hiểu thì chúng tôi làm sao mà hiểu nổi? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, chỉ có Phật với Phật mới thông đạt tất cả, ngoài Như Lai ra không ai có thể tinh ngộ được, cho nên tôi tùy theo năng lực giảng nói của mình mà nói pháp, chỉ theo pháp mà nói, còn đối với pháp giới chân tế thì chẳng lìa, chẳng phải không lìa. Nói như vậy gọi là nói pháp, đối với ngôn ngữ, đối với hí luận, đối với danh tướng, đối với các thứ sinh diệt cũng chẳng lìa, chẳng phải không lìa, là các pháp bình đẳng, đó gọi là nói pháp. Các pháp không có tướng mình, không có tướng người, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp, không có tướng luân hồi, không có tướng niết bàn, đó gọi là nói pháp. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Diệu Cát Tường. Lành thay, này Diệu Cát Tường,
ông nói pháp đúng là nói pháp đích thực. Vì sao? Vì các pháp lìa ngôn ngữ, lìa tất cả tưởng, không có pháp lớn, không có pháp nhỏ, đoạn trừ những phân biệt, chẳng phải là tâm tam muội để quán để thấy, không có một pháp nào tăng hay giảm. Nói pháp như vậy gọi là hiệu pháp, tức là đã thấy Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói pháp này, trong chúng hội có 8.000 Bồ Tát chứng pháp nhẫn vô sinh, có 200 thiên tử trước đây phát tâm đại thừa, chẳng bao lâu lại suy nghĩ pháp của Phật sâu xa, khó hiểu khó biết, không thể cùng tận, chúng ta không thể nào hiểu rõ thâm ý thâm diệu ấy, thực hành những hạnh thù thắng để chứng đắc vô thượng Bồ Đề, không bằng với quả thanh văn duyên giác thì cầu niết bàn nhất định không có nghi ngờ gì cả. Thế rồi tất cả thoái lui tâm đại thừa. Biết được tâm niệm của các thiên tử, Đức Thế Tôn dạy các thiên tử: các ông đừng có tâm biến trễ mà làm mất đi tâm đại thừa, cần phải phát tâm vô thượng Bồ Đề cho kiên cố, không hề thoái lui. Vì muốn độ các thiên tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền hóa là một trưởng giả, cầm bình bát đầy những thức ăn uống vào pháp hội. Đến chỗ Phật, ông dâng thức ăn cúng dường Thế Tôn, rồi đầu mặt lạy sát chân Ngài thưa rằng: cúi xin Thế Tôn, hãy thương xót con mà tọa nhận thức ăn này. Để tùy thuận theo ý của trưởng giả, Thế Tôn nhận thức ăn. Lúc đó, Bồ Tát Diệu Cát Tường đứng dậy chắp tay cung kính thưa Phật: bạch Thế Tôn, thức ăn mà Phật thọ nhận không có hạn lượng, đáp ứng cả pháp giới, không bị chấp trước, không có người bố thí, không có người thọ nhận, tất cả đều bình đẳng, như pháp mà thọ thực. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Tử nghi ngờ nghĩ rằng: ông trưởng giả cúng dường thức ăn này từ đâu đến? Chẳng lẽ do Bồ Tát Diệu Cát Tường biến hóa ra để làm Phật sự hay sao? Biết sự hồ nghi của Tôn giả Xá Lợi Phất, Thế Tôn liền nói với Tôn giả Xá Lợi Tử: này Xá Lợi Tử, chớ nghĩ như vậy, dù đến hay đi thì tự Phật đã biết thời. Thọ thực xong, Thế Tôn đem bình bát ném xuống đất. Bình bát được ném mạnh rơi vào thế giới phương dưới. Trong lúc chư Phật ở các cõi đều đang nói pháp, đệ tử của chư Phật đều hỏi: bát này từ đâu đến? Chư Phật đều nói: thế giới phương trên tên là Ta Bà, có Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni hiện đang thuyết pháp. Bình bát này từ cõi ấy đến đây vì nhằm để giáo hóa các Bồ Tát. Bình bát ấy rơi xuống hơn 72 hằng hà sa số cõi Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Quang Minh Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác hiện đang giảng pháp. Bình bát ấy lơ lửng giữa hư không trước Phật ấy. Sau khi ném bình bát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo Tôn giả Xá Lợi Tử: này Xá Lợi Tử, ông hãy dùng thần lực quan sát xem bình bát đã ném nay đang ở cõi nào và trụ ở nơi đâu. Tôn giả Xá Lợi Tử liền nhập vào 80.000 môn Tam Địa ở trong các đền ấy. Tôn giả Xá Lợi Tử dùng trí lực của mình và sức thần thông của Phật quán xét khắp 10.000 cõi Phật, nhưng không thấy bình bát ở ấy ở đâu cả. Sau khi ra khỏi định, Tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã quán xét qua 10.000 cõi Phật nhưng không thấy bình bát ấy ở đâu cả. Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: này Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả hãy dùng thần lực quán xét xem bình bát đang ở đâu. Vâng thánh chỉ của Phật, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền nhập vào 8.000 môn Tam Ma Địa. Ở trong những định ấy, Tôn giả dùng thần thông của mình xem qua 8.000 cõi Phật ở thế giới phương dưới, quan sát khắp nơi nhưng cũng không thấy bình bát ở đâu cả. Sau khi ra khỏi định, Tôn giả thưa Phật: bạch Thế Tôn, con đã dùng thần thông qua 8.000 cõi Phật ở thế giới phương dưới nhưng không thấy bát ở đâu cả. Thế Tôn bảo Tôn giả Tu Bồ Đề: ông hãy dùng thần thông quán sát xem bình bát đã ném nay ở cõi nào và trụ nơi đâu. Vâng thánh chỉ của Phật, Tôn giả Tu Bồ Đề liền nhập vào 12.000 môn Tam Ma Địa. Ở trong định ấy, Tôn giả quán sát khắp 12.000 cõi Phật nhưng không thấy bình bát ấy ở đâu. Sau khi ra khỏi định, Tôn giả thưa Phật: bạch Thế Tôn, con đã dùng sức thần thông quán sát khắp 12.000 cõi Phật, nhưng không thấy bình bát ấy ở đâu cả. Như vậy, lần lượt 500 đệ tử Thanh Văn đều dùng thần thông của mình và sức thiên nhãn
để quan sát, nhưng đều không thấy bình bát ấy. Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề thưa Đại Bồ Tát Từ Thị, nhân giả được Đức Thế Tôn thọ ký, còn một đời nữa sẽ được làm Phật. Cuối sinh nhân giả hãy nhập vào Tam Ma Địa, quan sát bình bát ấy đang ở đâu để trình cho đại chúng. Bồ Tát Từ Thị nói với tôn giả Tu Bồ Đề, thưa tôn giả, đúng là tôi được Phật thọ ký, còn một đời nữa sẽ chứng đắc vô thượng chánh giác. Nhưng tất cả môn Tam Ma Địa của Bồ Tát Diệu Khát Tường, tên của chúng tôi còn không thể biết, huống chi là chứng nhập. Chỉ có Bồ Tát Diệu Khát Tường mới có thể chứng nhập được hết, vì mọi nẻo hành hóa và tạo tác đều thông đạt cả. Thưa tôn giả Tu Bồ Đề, những gì chư Phật Như Lai làm tôi đâu có thể biết, cho nên trí tuệ thần thông của tôi chưa kịp bằng Bồ Tát Diệu Khát Tường. Bình bát mà Thế Tôn đã ném chỉ có Bồ Tát Diệu Khát Tường mới biết ở đâu thôi. Chúng tôi đã đến khắp nơi nhưng đều không thể biết. Tôn giả Tu Bồ Đề thưa Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Khát Tường có công đức thù thắng, ngoài Như Lai ra không ai có thể sánh bằng. Bồ Tát ấy sẽ biết chỗ bình bát Như Lai đã ném đang ở đâu. Cố xin Thế Tôn sai Bồ Tát Diệu Khát Tường dùng đại thần thông lấy bát ấy trở về để trình cho đại chúng mà làm Phật sự. Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Diệu Khát Tường, này Bồ Tát Diệu Khát Tường, ông là người biết bình bát ấy đang ở đâu và trụ chỗ nào. Sau khi nhận lời dạy của Phật, Bồ Tát Diệu Khát Tường suy nghĩ, ta không rời khỏi tòa, không lìa pháp hội của Phật, cũng không ẩn thân mà vẫn lấy bình bát ấy trở về trình cho đại chúng. Nghĩ như vậy xong, Bồ Tát liền nhập vào Tam Ma Địa, ở trong định ấy làm duỗi tay phải của mình, ra qua mỗi mỗi cõi Phật ở thế giới phương dưới, nơi trước mỗi Đức Phật, tay của Bồ Tát phát ra tiếng như vậy, con nay kính lạy chư Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni của con có gửi lời thăm hỏi Thế Tôn, có ít bệnh an vui, đi đứng nhẹ nhàng và có khỏe mạnh không? Sau khi gửi lời thăm hỏi, thì nơi mỗi lỗ chân lông trên tay ấy phóng ra 100.000 câu chi ánh sáng. Mỗi ánh sáng có 100.000 hoa sen, trên mỗi hoa sen có Như Lai ngồi. Mỗi Đức Như Lai đều khen ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi thế giới đều chấn động 6 cách, hiện ánh sáng lớn chiếu khắp cõi Phật. Lại hiện ra các cờ phướng, lọng báu, đủ loại trang nghiêm để làm Phật sự. Mỗi cõi Phật cũng đều như vậy, qua 72 hàng hà sa số cõi Phật, rồi lại đến chỗ Phật Quang Minh Vương. Tay ấy lại phát ra tiếng thăm hỏi rất cung kính cũng như trên, lại phóng 100.000 ánh sáng. Trên mỗi ánh sáng có 100.000 hoa sen, trên mỗi hoa sen đều có Phật ngồi. Chư Phật đều khen ngợi Đức Thích Ca Như Lai, ánh sáng chiếu hợp lại, thông suốt vô lượng. Bây giờ trong pháp hội của Phật Quang Minh Vương có Bồ Tát tên Quang Tràng đứng dậy thưa với Đức Như Lai Quang Minh Vương. Tay ấy từ đâu đến mà hiện tướng như vậy? Lại phóng ánh sáng này, trong ánh sáng còn hiện ra hoa sen như vậy. Trên mỗi hoa sen đều có chư Như Lai khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao có sự việc như thế? Cuối sinh Phật chỉ dạy cho con. Như Lai Quang Minh Vương nói với Bồ Tát Quang Tràng, phương trên cách đây 72 hằng hà sa số cõi Phật, có thế giới tên Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ứng chánh đẳng giác, hiện đang giảng pháp giáo hóa đại chúng. Ở đó có Bồ Tát tên Diệu Cát Tường, gồm đầy đủ công đức, mặc áo giáp tinh tấn chẳng nghĩ bàn, có đại trí lực đã đến bờ kia. Ở trong pháp hội Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát ấy ngay nơi tòa, giữa tay phải để thu lấy bình bát ấy, do đó mà có sự việc này. Bây giờ Như Lai Quang Minh Vương từ nơi giữa chặn mày phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp 72 hằng hà sa số cõi Phật. Đến thế giới Ta Bà đều tỏa chiếu rực rỡ rộng lớn. Những chúng sinh ở thế giới này nhờ ánh sáng chiếu nên rất vui mừng, giống như vua chuyển luân. Những người tu hành Bồ Tát được ánh sáng ấy chiếu đến đều chứng đắc quả tu hành viên mãn. Tất cả đại Bồ Tát đều đạt được môn Tam Ma Địa Nhật Quang. Những ai tu hành thanh văn đều được tám pháp môn giải thoát. Các Bồ Tát ở cõi Phật Quang Minh Vương nhờ ánh sáng của Như Lai đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà và Bồ Tát Diệu Khát Tường cùng các chúng thanh văn đang vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Đại Bồ Tát Quang Tràng thấy chúng sinh nơi cõi Ta Bà này
tạng nghiệp cấu nhiễm nên rất buồn bã, thưa với Như Lai Quang Minh Vương. Bạch Thế Tôn, con nhờ ánh sáng của Phật nên được thấy cõi Ta Bà, nhưng cõi Ta Bà ấy đầy dãy nhiễm cấu. Các đại Bồ Tát sinh vào cõi đó, giống như châu báu phệ lưu ly bị chìm trong bùn, việc ấy như thế nào? Như Lai Quang Minh Vương nói với Bồ Tát Quan Tràng, này Thiện Nam, ông đừng nói như thế. Những người tu hành Bồ Tát ở thế giới của ta đây, tu tập thiền định trong 10 kiếp, nhưng không bằng chúng sinh nơi cõi Ta Bà kia phát khởi một niệm về từ bi hỷ xả, có thể đạt được vô lượng công đức tiêu trừ tất cả chướng nặng phiền não. Vì sao? Vì chúng sinh nơi cõi Ta Bà rất dũng mãnh, lanh lợi, cho nên các Bồ Tát đã sinh vào cõi ấy. Vì ủng hộ Phật Pháp, các ông chớ nên buồn bã làm gì. Các chúng Bồ Tát nơi Pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni được ánh sáng chiếu, bèn thưa Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có ánh sáng chiếu rực rỡ khắp như vậy, và làm cho chúng con rất vui thích, làm cho các chúng sinh diệt trừ hết các phiền não. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các Bồ Tát, này các Thiện Nam, phương giới cách đây 72 hằng hà sa số cõi Phật, có thế giới tên Nhật Quang Minh. Đức Phật Như Lai nơi ấy, nơi cõi ấy hiệu là Quang Minh Vương, ứng chánh đẳng giác. Hiện đang giảng pháp giáo hóa chúng sinh, giữa chặng mày của Phật đó đã phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới này. Khi ấy các Bồ Tát thưa Phật, Bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy Đức Phật Quang Minh Vương và các Bồ Tát ở cõi Quang Minh kia, cúi xin Phật dùng sức thần thông để chúng con được thấy. Bấy giờ Đức Phật Thế Ca Mâu Ni bèn hiện bày tướng bánh xe ngàn cân dưới bàn chân. Trong bánh xe phóng ra ánh sáng lớn, chiếu xuống 72 hằng hà sa số cõi, chiếu được rõ rộng lớn. Trong cõi Phật Quang Minh Vương, các chúng Bồ Tát nương nơi ánh sáng của Phật đều được thấy Phật Quang Minh Vương và các Bồ Tát. Cõi ấy đạt được pháp môn Tam A Địa Diệu Cao Đăng. Lúc này ánh sáng ở mỗi cõi Phật nơi phương dưới chiếu được rõ đến tận khắp cõi Ta Bà, làm cho hai bên nhìn thấy nhau không bị chướng ngại. Như vậy các thế giới của phương dưới cho đến các chúng Bồ Tát của cõi Phật Quang Minh Vương, các Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đều nhìn và chiếm ngưỡng nhau. Vì như ánh sáng mặt trời xua tan những tâm tối, tất cả chúng sinh đều được thấy nhau. Khi ấy các đại Bồ Tát đã phát tâm tinh tấn cầu đạt đại quả. Khi Bồ Tát Diệu Cát Tường duỗi tay đến trước Đức Như Lai Quang Minh Vương, đứng giữa hư không, sắp lấy bình bát, thì có vô số trăm ngàn câu chi na do tha chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật cung kính vây quanh, theo bình bát để lên cõi Ta Bà, và tương ánh sáng đẹp đẽ ấy cũng dần dần biến mất. Bồ Tát Diệu Cát Tường đặt bình bát ở giữa hư không trước Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế rồi Bồ Tát ra khỏi định, đứng dậy đến trước Phật, lạy sát chân và thưa. Bạch Thế Tôn, con vâng lệnh của Phật đã lấy bình bát được ném xuống phương dưới, nên con để giữa hư không trước Đức Phật. Cô xin Phật nạp thọ. Thế Tôn im lặng nhận. Bây giờ, chư Bồ Tát nơi các cõi Phật ở thế giới phương dưới, theo bình bát đến, đều cùng nhau đảnh lễ lạy sát chân Phật Thích Ca Mâu Ni và cùng xưng danh hiệu Phật của mình. Và thưa, Đức Phật Như Lai chánh đẳng chánh giác. Thăm hỏi Thế Tôn có ít bệnh an vui, đi đứng nhẹ nhàng, có khỏe mạnh không? Giáo hóa chúng sinh có thuận hợp chăng? Sau khi biểu lộ sự cung kính, được Thế Tôn an ủi rồi, các Bồ Tát ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông về những nhân duyên xưa và việc làm trong quá khứ của Bồ Tát Diệu Cát Tường. Tôn giả Xá Lợi Tử phân lời và lắng nghe. Phật nói, này Xá Lợi Tử, vô số trăm ngàn câu chi na do tha kiếp về quá khứ, có Phật hiệu là Vô Năng Thắng Tràng Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Thế giới của Đức Phật ấy tên là Bất Khả Hủy. Có 84.000 chúng thanh văn, 12.000 chúng Bồ Tát. Đức Phật ấy giảng nói pháp tam thừa để giáo hóa chúng sinh. Đức Phật ấy cũng ở trong đời đủ năm thứ ô trượt, nói sáu pháp ba la mật cho các Bồ Tát.
Nay Xá Lợi Tử, bây giờ có Bí Xô tên Trí Vương, thông minh, trí tuệ, giảng nói thông suốt về pháp giải thoát. Buổi sáng, Bí Xô ấy đắp y ôm bình bát vào thành khất, theo thứ tự khất thực. Thành ấy tên là Quảng Đại. Sau khi bình bát đã đầy thức ăn, Bí Xô sắp sửa ra khỏi thành thì có con của vị trưởng giả tên là Tịnh Tý đang ngồi trong lòng mẹ. Thấy Bí Xô ấy ôm bình bát đi ngang qua, đồng tử liền đến trước Bí Xô muốn xin thức ăn uống trong bình bát. Thấy đồng tử có căn lành thành thục, Bí Xô nghĩ đây là đại pháp khí nên lấy một phát cơm trong bình bát hoan hỷ đưa cho đồng tử. Được thức ăn, đồng tử phát tâm hoan hỷ và theo Bí Xô Trí Vương đến chỗ Phật Vô Năng Thắng Tràng Như Lai. Lúc này đồng tử đến trước Phật lễ lạy sát chân Phật. Bí Xô Trí Vương đem thức ăn đã khất thực được đưa cho đồng tử và nói: con hãy đem thức ăn này dâng cúng dường Đức Thế Tôn và đại chúng, con sẽ được phước đức vô lượng. Làm đúng như lời Bí Xô dạy, đồng tử dâng thức ăn ấy lên Thế Tôn, xớt thêm thức ăn vào bát của Thế Tôn, nhưng vẫn còn. Sau đó lần lượt cúng dường đại chúng, các Bồ Tát Thanh Văn trong chúng hội cũng thọ nhận thức ăn. Ai nấy đều no đủ cả mà thức ăn vẫn cứ còn. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử, đồng tử Tịnh Tý đã cúng dường với lòng đầy hoan hỷ. Đồng tử trên đến trước Phật nói kệ: đem thức ăn vô tận, con cúng Phật đại chúng. Nay con cúng dường xong, chắc chắn được phước đức. Thức ăn cúng vô tận, công đức Phật vô tận. Nay con cúng dường Phật, quyết được phước vô tận. Đem thức ăn vô tận, con cúng dường Thế Tôn, để tăng trưởng căn lành, mãi mãi không cùng tận. Thế rồi đồng tử đem thức ăn trong bình bát cúng dường Như Lai và chúng Thanh Văn, Bồ Tát suốt 7 ngày. Nhờ oai lực của Phật nên thức ăn vẫn còn. Khi ấy, Bí Xô Trí Vương nói với đồng tử: con đã cúng dường xong, bây giờ xin hãy xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thọ giới Pháp của Phật, thọ trì suốt đời. Nghe lời dạy của Bí Xô, đồng tử quy y Phật, Pháp, Tăng. Sau khi quy y rồi, đồng tử rất hoan hỷ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bây giờ vì tìm con nên cha mẹ của tịnh ấy đi vào Pháp hội của Như Lai Vô Năng Thắng Tràng. Đến nơi, hai người lại sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. Thấy cha mẹ đồng tử tịnh ấy rất vui mừng, thăm hỏi. Và ở trước cha mẹ nói kệ: cha mẹ nay đến đây, chư Phật rất khó gặp. Con cầu Đại Bồ Đề, vì tất cả chúng sinh, hãy quán tước tốt Phật, thân phóng ánh sáng đẹp. Những người có trí tuệ nên cầu quả Bồ Đề. Con nay muốn xuất gia, xin cha mẹ cho phép. Con không thích giàu vui bởi vì Phật khó gặp. Cha mẹ nói kệ với con mình: ta cho con xuất gia, hướng vô thượng Bồ Đề. Ta theo nhân duyên con cũng sẽ học như vậy. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử, đồng tử tịnh ý được cha mẹ cho phép xuất gia. Còn cha mẹ của đồng tử có lòng tin ưa chánh pháp một cách sâu xa, cũng lại xuất gia và quy y Phật, Pháp, Tăng với lòng hoan hỷ tánh thọ. Lúc đó lại có 500 người đồng thời phát tâm vô thượng Bồ Đề, xin xuất gia và được Phật thâu nhận cả. Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Tử: Tôn giả nên biết, Bí Xô Trí Vương lúc đó không ai khác, nó chính là Bồ Tát Diệu Cát Tường, còn đồng tử tịnh ý chính là thân ta. Này Xá Lợi Tử, thuở xưa ta làm con của trưởng giả, nhờ Bồ Tát Diệu Cát Tường trao bình bát cho ta, khiến ta phát tâm Đại Bồ Đề. Lại nữa này Xá Lợi Tử, từ lúc mới phát tâm Đại Bồ Đề đến lúc chứng quả đầy đủ 10 lực, vô ý tất cả công đức, đầy đủ trí vô tận, ta đều nhờ Bồ Tát Diệu Cát Tường hướng dẫn chỉ dạy. Vì sao? Vì ta phát tâm giống như hư không, không có biên giới. Này Xá Lợi Tử, tất cả vô lượng vô số Phật ở 10 phương đồng một danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni đều giống như ta là được Bồ Tát Diệu Cát Tường khai mở tâm Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, ở thời quá khứ có Như Lai Kỳ Đế Sa, Như Lai Phất Sa, Như Lai Dương Đăng, Như Lai Thi Khí, chư Phật như vậy trong vô lượng kiếp, ta đã khen ngợi danh hiệu của chư vị ấy, và chư Phật ấy cũng giống như ta là được Bồ Tát Diệu Cát Tường khai mở tâm đạo, được thành chánh giác, chuyển diệu pháp luân. Này Xá Lợi Tử, tất cả những ai tu hạnh Bồ Tát đầu tiên ở cõi trời đấu xuất
thì hiện tướng giáng sinh ra thế gian, trước hết là sinh ở cung vua, sau đó tu những hạnh khổ, cho đến khi ngồi nơi đạo tràng cũng đều nhờ Bồ Tát Diệu Cát Tường giáo hóa chỉ dạy. Này Xá Lợi Tử, tôn giả nên biết rằng Bồ Tát Diệu Cát Tường là mẹ của các Bồ Tát, vì sinh ra tất cả Bồ Tát. Những gì ta nói đều là sự thật. Những nhân duyên xưa kia như vậy thì nay ông nên biết như vậy. Khi Đức Phật nói lời này, tất cả cõi Phật nơi mười phương đều hiện đủ loại lọng báu đến cúng dường Bồ Tát Diệu Cát Tường, nơi mỗi lọng đều phát ánh sáng lớn chiếu khắp cõi Ta Bà. Trong lọng lại phát ra âm thanh vi diệu. Đúng như vậy, đúng như những gì Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Đúng vậy, đúng vậy, thuở xưa đều do Bồ Tát Diệu Cát Tường làm cho phát tâm Bồ Đề. Bây giờ trong pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni có 200 thiên tử trước đây thoái lui tâm Bồ Đề. Nay thấy Phật Thế Tôn và Bồ Tát Diệu Cát Tường hiện ra đủ các việc không thể nghĩ bàn như vậy, và nghe Phật giảng nói về nhân duyên xưa kia, nên họ đều suy nghĩ. Đại pháp vô thượng của tất cả chư Phật không thể nào được nghe, huống chi là được thấy công đức của Phật, của chư Phật Như Lai. Nay ta đến trước Thế Tôn, sợ bỏ tâm thấp kém, mà phát tâm vô thượng Đại Bồ Đề, chắc chắn đạt được đạo quả Đại Bồ Đề vô thượng. Nghĩ vậy xong, họ liền phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề một cách kiên cố, không thoái chuyển.